Chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Ngọc Huy đã dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Cục Hải quan Quảng Ngãi. Dự lễ còn có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Viên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sau 20 năm thành lập và phát triển, Hải quan tỉnh Quảng Ngãi đã ghi dấu ấn mạnh mẽ về cải cách, hiện đại hóa hải quan, hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi và khu vực miền Trung. Ngày đầu mới thành lập, đơn vị chưa đầy 20 cán bộ công chức, chủ yếu công tác từ Cục Hải quan tỉnh Bình Định chuyển về. Biên chế ít, cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, phương tiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đến nay, Hải quan tỉnh Quảng Ngãi đã có bộ máy hoàn chỉnh từ cấp cục đến các đơn vị chuyên môn với số lượng 151 công chức, người lao động hoạt động hiệu lực hiệu quả, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới và phát triển của ngành cũng như của địa phương. Năm 2002, lúc mới đi vào hoạt động, số thu thuế xuất nhập khẩu chỉ đạt 65 tỷ đồng, thì những năm sau đó, đơn vị đều thu đạt và vượt nhiều lần chỉ tiêu kế hoạch được giao. Giai đoạn 2003-2012, bình quân mỗi năm đơn vị thu đạt 2.750 tỷ đồng. Giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2021, bình quân mỗi năm đơn vị thu đạt 3.035 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã thu đạt 6.290 tỷ đồng, bằng 84% chỉ tiêu kế hoạch năm. Về kim ngạch xuất nhập khẩu, Quảng Ngãi được đánh giá là tỉnh có kim ngạch xuất nhập khẩu tăng nhanh trong những năm gần đây. Nếu năm 2002, khi mới thành lập, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đơn vị thu thông quan là hơn 14 triệu đô la Mỹ, thì đến năm 2021 là 7,7 tỷ đô la Mỹ. Qua đó cho thấy tốc độ sản xuất công nghiệp và hàng hóa tham gia thị trường quốc tế của tỉnh Quảng Ngãi đã có bước chuyển mình mạnh mẽ và từng bước khẳng định được vị trí vai trò của tỉnh nhà trong tiến trình hội nhập quốc tế. Trong đó có sự đóng góp xứng đáng của các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi trong 20 năm qua. Đến nay, hệ thống thông quan điện tử tại đơn vị đã được triển khai đồng bộ và thông suốt, đáp ứng yêu cầu thông quan hàng hóa nhanh chóng, chính xác. Tạo tiền đề cho Hải quan Quảng Ngãi sẵn sàng thực hiện thành công đề án hải quan số, hải quan thông minh trong thời gian đến. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Phiên đã biểu dương những thành tích mà Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi đã đạt. Chặng đường 20 năm qua, đội ngũ công chức, người lao động Cục Hải quan Quảng Ngãi đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, bám sát vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan, đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, góp phần hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách trong hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Các đồng chí phát huy tốt, nhắc truyền thống của ngành trong 20 năm qua, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, các chủ trương, chỉ đạo của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, kịp thời tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo thực hiện tốt nhất các chính sách pháp luật hải quan trên địa bàn tỉnh, tập trung quyết liệt cho công tác thu ngân sách nhà nước, đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn để đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại có hiệu quả, tích cực phổ biến chính sách pháp luật về hải quan đến cộng đồng doanh nghiệp và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian đến. Thứ hai, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các nội dung chiến lược phát triển hải quan đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 628 ngày 20 tháng 5 năm 2022 với mục tiêu xây dựng hải quan chính quy, hiện đại, ngang tầm, hải quan các nước dẫn đầu trong việc thực hiện chính phủ số với mô hình hải quan số, hải quan thông minh, tập trung khai thác, ứng dụng có hiệu quả nền tảng công nghệ thông tin tự động và hiện đại của ngành để đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, góp phần nâng cao thứ hạng cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh của tỉnh. Thứ ba, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, thường xuyên giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị, xây dựng đơn vị đoàn kết, đặc biệt là đổi mới phong cách làm việc, gần gũi, lắng nghe, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cho sự phát triển của đơn vị, nghiêm cấm các biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực trong hoạt động công vụ. Về phía tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo luôn quan tâm,
tạo mọi điều kiện thuận lợi và tích cực hỗ trợ Cục Hải quan tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Dịp này, Cục Hải quan Quảng Ngãi được Bộ Tài chính tặng cờ thi đua xuất sắc và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.